Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Chứng kiến vợ cũ kết hôn, tôi đau đớn đến nghẹt thở, chỉ muốn phá tan đám cưới và cướp lại cô dâu về. Bố mẹ vợ cũ đã nói lời xin lỗi với tôi và mong tôi đừng nông nổi làm điều gì đó quá đáng. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và Loan kết hôn được 15 năm, trong đó có 10 năm ngọt ngào và 5 năm cuối đầy bất ổn. Bởi cô ấy đã phản bội tôi, ngoại tình với một người đàn ông hơn cô ấy cả chục tuổi. Tôi chưa bao giờ dám liếc mắt đưa tình với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Thế rồi, chúng tôi đã ly hôn. Nhưng tôi biết mình còn yêu cô ấy rất nhiều. Bản thân cô ấy cũng không muốn phá vỡ gia đình, thế nhưng sự nhẹ dạ đã đẩy cô ấy đi quá xa. Sau khi ly hôn, tôi nhớ vợ cũ quay quắt. Hai con cũng nhớ mẹ, nhưng chúng rất cứng cỏi, không bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt tôi. Có lẽ sợ tôi thương tâm hơn. Căn nhà không có bàn tay phụ nữ bỗng chốc trở nên lộn xộn. Tôi thì quá bận rộn với công việc, giờ lại phải cơm nước và đưa đón các con đi học, nên lúc nào cũng vội vàng, quên trước quên sau, rối tung cả lên. Tôi giành quyền nuôi con vì tôi không muốn bỗng chốc mình mất cả vợ lẫn con. Ly hôn vì vợ phạm sai lầm không thể tha thứ được, thì người đáng thương ở đây là tôi. Nhưng nếu để các con ở cùng mẹ thì tôi cảm thấy quá trống rỗng. Cho nên dù bận rộn, dù vất vả như thế nào, tôi cũng muốn giữ các con lại bên mình. Vậy là vợ cũ rời đi với hai vali hành lý. Cô ấy về nhà mẹ đẻ. Nhiều đêm tôi rất muốn gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ấy, vì nhớ, vì thương, vì không muốn mất cô ấy như thế này. Thế nhưng sĩ diện của một người đàn ông đã kéo tôi lại, bảo tôi không được hèn mọn như thế. Người sai là vợ tôi, cô ấy phải xin lỗi tôi, phải năn nỉ tôi để tôi tha thứ cho cô ấy mới đúng. Cho nên dù rất muốn nối lại tình xưa, nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Và kết quả, tôi nghe tin vợ cũ chuẩn bị tái hôn. Người cô ấy kết hôn chẳng phải ai khác, mà chính là gã nhân tình, đầu hói, tóc mối tiêu, hơn cô ấy cả chục tuổi. Gã ta quá vợ cũng đã vài năm, có rất nhiều tiền nên rất hào phóng với Loan. Có lẽ vì cô đơn, vì thiếu vắng sự quan tâm của chồng. Vả lại, gã kia cũng dẻo mỏ và khá chiều chuộng, nên vợ cũ của tôi mới như thế. Trong lòng tôi đã sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, chỉ còn cô ấy cầu xin quay lại. Nhưng giờ đây, ước mong đó đã tan vỡ. Sau 6 tháng ly hôn, Loan đã chuẩn bị kết hôn lần thứ hai. Tôi biết được tin là do một người bạn nhắn cho tôi, hỏi tôi có đến đám cưới của Loan hay không. Tôi trả lời là có. Ngày hôm đó, tôi mặc một bộ quần áo mới. Tôi cố tình mua cho sự kiện này. Tất cả đều là quần áo hàng hiệu đắt tiền. Lần đầu tiên tôi mặc trên người đến chục triệu như thế. Trước kia kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đưa một nửa cho vợ, một nửa thì tiết kiệm để lo cho bố mẹ, cũng như dự phòng các tình huống bất ngờ. Nên tôi ăn mặc rất đơn sơ. Thậm chí đến cái xe máy cũ rích tôi cũng không muốn mua mới. Lần đầu tiên tôi đầu tư nhiều tiền lên người như thế, chỉ để đến dự đám cưới của vợ cũ. Cô ấy tổ chức đám cưới ở một nhà hàng lớn. Chú rể rất chịu chi. Không ai mời, nhưng cả nhà gái đều biết mặt tôi, nên ai cũng ngỡ ngàng. Bố mẹ vợ cũ nói lời xin lỗi tôi, và mong tôi đừng nông nổi, đừng làm điều gì đó quá đáng. Tôi gật đầu, nhưng thật ra tôi muốn phá nát đám cưới này để cướp lại cô dâu. Bởi vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, các con tôi cần cô ấy. Thế mà vợ cũ lại dứt khoát như thế.
Rồi có nên quên đi vợ cũ và bắt đầu lại cuộc sống mới, tìm kiếm cho mình một người phụ nữ khác hay không? Tại sao vợ cũ của tôi lại dễ dàng có được hạnh phúc mới một cách nhanh chóng như thế? Phải chăng cô ấy không hề yêu thương gì tôi? Tôi cứ bi lụy vì một người phụ nữ như thế này thì đúng hay sai đây? Tôi nên làm gì trong tình huống này đây? Dòng tâm sự thứ hai. Mấy ngày trước, anh chủ nhà còn định tặng vợ ô tô. Ba hôm sau đã lộ ra bí mật động trời. Tôi cảm thấy thương cho chị chủ quá. Anh Tuấn là ông chủ của tôi. Năm nay đã ngoài 40 tuổi, kiếm tiền giỏi và yêu chiều vợ con hết mực. Anh chị có với nhau 3 đứa con. Hai đứa lớn thì khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Nhưng đứa út năm nay 9 tuổi lại bị tật nguyền. Nghe chị chủ kể là ngày còn nhỏ, đứa anh lớn chở em đi chơi bằng xe đạp và đã làm rơi em xuống đường. Ngày đó, anh chị đã chạy chữa rất nhiều tiền, đi nhiều bệnh viện, nhưng não của đứa nhỏ không phục hồi được nên thành người tàn phế. Anh chị chủ có công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc con nằm liệt giường nên phải thuê giúp việc. Tôi làm việc cho gia đình họ đến nay cũng đã được 6 năm. Mọi người coi tôi như là người thân trong nhà. Được cả nhà đối đãi rất tốt, tôi làm việc càng có trách nhiệm hơn. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh chủ nhà. Tháng nào anh cũng tặng cho vợ những món quà đắt tiền. Những món quà toàn là đồ hiệu, là đồ đắt tiền. Như 20 tháng 10 vừa rồi, anh Tuấn còn định tặng vợ một chiếc xe ô tô. Nhưng chị ấy không dùng, bởi vì đoạn đường đi làm cũng không xa lắm. Đi ô tô hay bị tắc đường nên chị không thích. Anh chủ liền chuyển khoản 500 triệu để chị thích mua gì thì mua. Nhìn chị chủ được chồng yêu chiều mà tôi cảm thấy chán nản khi nghĩ về người chồng của mình. Năm nào chị chủ cũng nhắc tôi dọn dẹp quần áo cũ bỏ đi, và cũng nhờ những đồ cũ của gia đình chị ấy thải ra mà chồng và con tôi được mặc đồ hiệu. Hôm chủ nhật vừa rồi, trong lúc dọn dẹp đồ cũ cho gia đình chị, tôi bất ngờ phát hiện một túi hồ sơ ở dưới đáy tủ, nên tôi đưa cho chị để cất kẻo thất lạc. Chị ấy mở ra xem, đó là một cuốn sổ đỏ đứng tên anh Tuấn, kèm theo là một tờ di chúc bên cạnh. Trong tờ di chúc ghi rõ ràng, nếu như anh Tuấn không còn nữa, thì mảnh đất kia sẽ thuộc về đứa con riêng của anh ấy. Chị chủ tức giận nên gọi chồng xuống để hỏi chuyện. Nhìn thấy cuốn sổ đỏ, anh chủ mặt tái nhợt, miệng thì ấp úng mãi không nói được thành lời. Đến khi chị chủ khóc lóc thảm thiết thì anh Tuấn mới chịu thú nhận sự thật. Trước khi đến với chị, anh Tuấn đã có đứa con riêng với mối tình đầu. Thế nhưng bố mẹ anh Tuấn lại cho người phụ nữ đó tham tiền nên đã lừa tình con trai họ và tìm mọi cách để ngăn cản hai người. Còn anh Tuấn dù rất thương mẹ con người đó nhưng không dám làm trái lời bố mẹ nên đã chia tay. Và rồi 2 năm trước, anh Tuấn đã tìm được tung tích của người cũ cùng với đứa con riêng. Anh đã mua tặng cho con riêng một mảnh đất, nhưng người tình cũ không nhận vì không muốn dính dáng gì đến anh Tuấn nữa. Thế nên mới có chuyện cuốn sổ đỏ được giấu dưới đáy tủ và chờ đợi một ngày nào đó người phụ nữ kia chịu nhận lại món quà. Chị chủ tâm sự với tôi. Thà rằng mẹ con tình cũ của chồng tôi chịu nhận cuốn sổ đỏ thì tôi còn đỡ lo sợ. Đằng này họ không nhận càng khiến tôi bất an hơn. Một người phụ nữ không tham tiền đích thực là một người tốt. Tôi sợ lòng tốt của chị ta sẽ làm chồng tôi mềm lòng. Anh Tuấn cũng nói là không còn dính dáng tình cảm gì đến tình cũ. Anh chỉ thương đứa con riêng phải sống nghèo khổ. Anh hứa là cả đời này chỉ yêu thương vợ con và không bao giờ phản bội gia đình. Nhưng chị chủ vẫn cảm thấy bất an và lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
chị không biết phải làm sao để giữ được trái tim của chồng mình. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.